Kính chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị, không ít cặp vợ chồng thường thở dài khi nói về cuộc hôn nhân của mình. Không bất hạnh, nhưng mà cũng chẳng hạnh phúc. Họ ở chung một mái nhà, nhưng hai người lại hướng vào hai thế giới khác nhau và quên mất đi rằng sự nhàm chán ấy chính là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân, bởi nó bào mòn trái tim của người trong cuộc. Và để hiểu rõ hơn về chủ đề này, xin được kính mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ngay bây giờ nhé. Tôi năm nay 35 tuổi, khá xinh đẹp, hấp dẫn, khéo ăn nói, hát hay, công việc ổn định và đặc biệt là gia đình rất quy củ, luôn luôn biết giúp đỡ, sẵn sàng hy sinh những gì tốt nhất cho mọi người. Tôi luôn tự hào về gia đình và bản thân, đi đến đâu cũng nhận được những lời ca ngợi. Ai cũng nói tôi là người được mọi thứ, lấy được chồng lớn tuổi yêu chiều, giàu có. Chồng hơn tôi 9 tuổi, làm doanh nghiệp, có học thức. So với cái nhìn từ mọi người thì cuộc sống của tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi lãng mạn, tình cảm, còn anh thì lại quá khô cứng. Ai cũng bảo đàn ông thường khô cứng, nhưng chồng tôi ở mức không thể chấp nhận được. Lấy anh, tôi như rơi xuống vực sâu. Tuần trăng mật, anh rủ bạn đi cùng, không hề đưa tôi đi dạo chơi. Chúng tôi không có lấy một tấm hình chung, không một món quà cho vợ. Thay vào đó anh dẫn tôi vào chợ mua thớt để về nhà dùng. Khi tôi bị hỏng thai tuần thứ 8, anh tức tối bỏ về nhà bạn để tôi tự lo gọi mẹ và các chị đưa đi bệnh viện. Khi về anh không hề xin lỗi, đổ tội cho tôi không biết giữ gìn và nói tôi phải dọn ra ngoài ở để ly thân 3 tháng. Tôi làm đơn xin ly hôn nhưng anh nhất quyết không ký. Trong 3 tháng đó, tôi thuê nhà ở, anh cũng không hề đến thăm. Hết hạn 3 tháng, anh nói tôi phải quay trở về và cũng nhận ra phần lỗi của mình. Bố chồng ốm, chồng cũng ốm. Mẹ tôi là nhà giáo ở quê, quá chồng rất sớm. Tôi thương mẹ, thương bố chồng rồi bỏ qua cho anh. Chồng cũng không đến đón tôi về mà cho người đến dọn dẹp đồ mang đến cho tôi. Cuộc sống làm lại cũng ổn hơn trước, nhưng thực sự đối với tôi nó trống trải và cô đơn. Anh không bao giờ biết chăm sóc, không quan tâm đến cảm xúc của tôi, không cần biết tôi có gặp khó khăn gì hay không, không bao giờ nịnh và động viên vợ. Chồng tôi chỉ biết hưởng thụ, đòi hỏi vợ phải hoàn hảo trong mọi việc. Anh không cần sự bàn bạc của tôi, không lắng nghe bất kỳ ai. Tôi đã sinh 2 bé, trong lúc thai nghén vẫn phải dậy đêm để nấu đồ ăn cho anh. Ốm nghén không ăn được cơm, nhờ chồng đi mua đồ ăn. Anh nói, thời tiết đẹp thế này đi ra ngoài mà ăn. 2 lần thai nghén, anh không một lần đưa đón. Tôi phải tự chăm sóc bản thân và đứa con trong bụng. Chuyện sinh nở cũng do anh quyết định, sinh vào ngày nào. Tôi không được sinh trước hoặc sau ngày anh dự tính. Khi sinh, mẹ và chị gái lên chăm sóc. Lúc anh thấy không cần thiết hoặc mọi việc không như mong muốn, anh sẵn sàng tỏ thái độ để mẹ và chị ra về, không một lời cảm ơn. Anh đi làm hoặc về nhà không bao giờ chào vợ hay nở nụ cười, dù tôi đã cố gắng lãng mạn. Tôi thể hiện những cử chỉ thân thiện với chồng, nhưng anh không bao giờ đáp lại. Không thể hiện cảm xúc, lúc nào cũng là một con nhím sù lông để tỏ vẻ mình rất đáng sợ. Những câu chuyện của vợ chồng tôi chỉ xoay quanh con cái. Anh không có nhu cầu tâm sự, chia sẻ và cũng không lắng nghe. Tài chính anh tự quản. Mỗi tháng anh đưa tôi 5 triệu tiền đi chợ. Nếu tôi thiếu thốn thì tự lo vay mượn bạn bè, anh không quan tâm. Khi nào có việc không suôn sẻ, anh chửi tôi ăn bám, dù tôi có lương nuôi bản thân một phần cho các con. Anh đuổi tôi về quê, xưng hô mày tao, chửi cả mẹ và họ hàng tôi. Anh nói những từ cay độc cho thỏa miệng, rồi làm lành là chuyện của tôi. Anh chỉ thích vợ tất bật làm việc ngày đêm thì anh vui lắm. Vợ chồng tôi ở riêng, sinh 2 bé cách nhau 17 tháng. Anh không cho tôi thuê giúp việc. Tôi vừa đi làm, vừa phải lo tất cả các việc của 2 con, gia đình nữa. Mỗi ngày tôi chỉ được ngủ khoảng 4 tiếng nếu thuận lợi. Anh vẫn bảo tôi là ngủ nhiều. Tất cả tài sản của anh hết. Vợ chồng tôi không có gì chung cả. Anh luôn rạch ròi trong mọi thứ. Anh cho ai thứ gì thì như bố thí, chứ không bao giờ sử dụng từ biếu. Trong chuyện ấy còn tệ hơn. Tôi lấy anh được 4-5 năm, chưa một lần thấy mình thực sự hạnh phúc trong chuyện ấy. Tự bản thân thấy mình có nhu cầu rất lớn và khá mạnh. Anh có nhu cầu nhiều, nhưng về chất lượng tôi vô cùng tuyệt vọng. Lúc vợ chồng âu yếm, anh không bao giờ nói. Nhiều lần tôi cố tình thể hiện cảm xúc mạnh, nói với anh những lời yêu thương, nhưng anh cũng không nói lại một câu.
nét mặt không thể hiện sự thăng hoa hay bất cứ cảm xúc gì khác ngoài việc nhắm mắt. Tôi tự nhủ, hay anh không còn yêu nữa, dù thật sự anh không hề có mối quan hệ bên ngoài. Hết giờ trưa về ăn cơm với vợ, chiều về đón con rồi ăn cơm ở nhà, không đi chơi, không tụ tập, không nói chuyện tán tỉnh như các thanh niên khác. Bạn bè chơi toàn những ông đã nghỉ hưu, thậm chí sắp hết thời hạn sống trên trần thế. Bố mẹ và cả họ hàng đều sợ anh. Anh được nuông chiều quá đáng nên trở thành con người ích kỷ, gia trưởng, bảo thủ đến tột đỉnh. Anh không bao giờ đến chơi nhà các chị gái, và cũng nói trống không với bố mẹ, các chị, thậm chí mắng chửi mày tao. Anh không nghe lời ai. Tất cả mọi người anh đều đối xử như thế, không chỉ riêng tôi. Loại trừ những người bạn già, những người anh còn thấy có giá trị cho lợi ích của mình. Có lẽ mọi người sẽ mắng tôi quá nhu nhược và chịu đựng. Tôi đã đấu tranh quá đủ rồi. Đến bây giờ thực sự thấy quá mệt mỏi, bất lực trước con người như vậy. Tôi không muốn đấu tranh, cũng không thể ly dị vì hai con còn nhỏ. Hơn nữa, anh lại là người bố quá chu toàn với các con, là người tu trí cho gia đình. Vậy làm thế nào để hạnh phúc gia đình thực sự là nguồn cảm hứng cho mỗi thành viên? Câu hỏi ấy không quá khó, nhưng không phải ai cũng trả lời được, làm được. Bởi ngay cả những cặp vợ chồng rất hạnh phúc cũng không thoát khỏi sự đơn điệu đến nhàm chán trong cuộc sống thường nhật. Nhiều người cho rằng trong sinh hoạt gia đình, nhất là người phụ nữ, phải biết tạo ra sự mới lạ trong cách sống cũng như cách chăm sóc gia đình. Khoảng trống trong tôi ngày càng lớn, tôi quá cô đơn và thèm khát tình cảm, thậm chí thèm khát một lần được hạnh phúc trong chuyện ấy. Chuyện về chồng tôi còn quá nhiều điều không thể kể hết. Tôi không thể chia sẻ được cùng ai, vì sĩ diện, bởi mọi người nhìn tôi với con mắt quá hoàn hảo. Tôi nên giải quyết những nỗi buồn chất chứa trong lòng như thế nào đây? Tôi thấy quá mệt mỏi rồi. Thưa quý vị, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi cặp gia đình gặp những khó khăn khác nhau. Hiện tại gia đình của cô gái trên đang gặp sự khó khăn trong sự tương tác chia sẻ với nhau. Để tăng cường tính chia sẻ của mỗi thành viên trong gia đình thì chúng ta cần góp ý, và chính bản thân ta cũng góp phần vào sự chia sẻ, làm không khí gia đình náo nhiệt hơn. Có những cuộc chia sẻ, có những bữa cơm chung lẫn với tiếng cười. Tránh việc trách móc nhau, chúng ta hãy nói với nhau theo cái cách mỗi người đều nhận lối riêng về mình. Ai cũng có những cái phần thiếu sót và ai cũng cần thay đổi hành vi để tiến đến một không khí gia đình nhiều tiếng cười hơn. Và chẳng hạn bạn có thể chia sẻ, gần đây không khí gia đình mình hơi trầm lặng, anh có cảm thấy như vậy hay không? Em rất là muốn lắng nghe những ý kiến chia sẻ của anh nhiều hơn nữa. Hoặc là có thể có những cái kế hoạch cho những buổi đi chơi xa các bạn nhé. Và các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện mà Hồng Nhung vừa chia sẻ bên trên? Hãy bình luận ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận phía dưới để cho nhân vật của chúng ta có thể biết được, và để cho Hồng Nhung cũng có thể đọc được ý kiến của quý vị. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Quý vị hãy dành cho Hồng Nhung một like và một đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau thường xuyên hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.